Đầu gỗ Thành Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2015. Đầu gỗ Thành Luân xin giới thiệu bộ ghế Nui kiểu Pháp gỗ gụ ta gụ Quảng Bình. Đấy, gồm 6 ghế và 3 đôn, 9 món. Bộ này là theo yêu cầu của khách hàng đặt, không lấy ghế dài và không lấy bàn, lấy 6 ghế và 3 đôn. Bộ này được làm hoàn toàn bằng tay. Và chất gỗ là bằng gỗ gụ ta Quảng Bình đánh chay. Đấy, còn nguyên vân gỗ, không đánh pha màu, đánh chay hoàn toàn. Và được đánh vê ly xong là quái si. Vân gỗ rất đẹp. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gụ ta hết, gụ Quảng Bình. Ghế rất đẹp. Bộ ghế này làm theo đơn đặt hàng của khách, không lấy hai ghế dài và một bàn, nhưng vẫn đủ 9 món. Đây là gồm 3 bộ kẹp, 6 ghế, 3 đôn. Rất đẹp. Đồ gỗ Thành Luân bán buôn bán lẻ. Bán lẻ rẻ như bán buôn. Rất là uy tín, làm không kịp. Đây là chiếc tủ áo gỗ vụ 3 buồng 4 cánh dài 2m3, cũng được đánh vê ly trần, còn nguyên vân gỗ, được đục chạm hoàn toàn bằng tay, kiểu Pháp, cũng là kiểu Nui kiểu Pháp. Đấy, kiểu hoa lan tây, hoa lan tây kiểu Pháp, đục bằng tay rất là nổi. Và cái đường hoa tây rất là tròn, cạnh rất là đẹp. Riêng cái bộ tay co được làm bằng đồng đúc hoàn toàn và khóa về tiệp xịn. Bản này cũng được là bản này đúc, loại to, to nhất, có loại bản này lắp tủ áo. Rất là đẹp. Quý vị có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ với Đồ Gỗ Thành Luân theo số điện thoại 0972 770 888. Đấy là quay qua sơ bộ chiếc tủ áo này. Đấy, quay sát này quý vị có thể xem rõ vân gỗ luôn. Được đánh chay hoàn toàn, còn nổi nguyên vân gỗ, được làm bằng gỗ gụ hết. Chiếc tủ áo này thì làm bằng gỗ chất liệu gụ Lào. Đấy, đồ gỗ Thành Luân là khó nhờ nói thế, không gỗ lọ bảo gỗ kia. Đây là tủ áo là một chất liệu gỗ gụ Lào, giá cả nó hợp lý. Đây là hàng siêu kỹ, cánh khung cánh là dày 4 phân, ván dày 1 phân 3, động. Chiếc tủ áo này được bán với giá là 30 triệu. Mà đã hoàn thiện vali, mà khách trở về đâu thì sẽ trả tiền vận chuyển về đó. Đó, trước bộ ghế gỗ lui này là bằng gụ Quảng Bình, gụ ta. Riêng về bộ lui thì phải là gụ ta thì mới là đẹp. Đấy, thì vì là chân tay nó cong keo rất là nhỏ này, nhỏ nhắn này, mà làm gụ Lào thì nó không đẹp. Đấy, phải làm gụ ta nó đẹp, chất gỗ nó đanh, tom gỗ nó như là gỗ chắc. Đấy, không có một tí tom này, được đục chạm hoàn toàn bằng tay. Quay rồi. Đấy, chân này làm theo kiểu chân nai, rất là cong và đẹp. Đường nét rất đẹp. Được hoàn toàn là thủ công hết, không là máy. Đồ gỗ mỹ nghệ cổ truyền cao cấp Thành Luân hoàn toàn là bằng tay hết, không làm bằng máy một tí nào cả. Đây là cửa hàng bên trong. Bên trong nhà 4 tầng, 2 gian, một chứa đầy đủ hết. Đồ gỗ Thành Luân đang quay cơ sở ở dưới Hải Phòng. Đấy. Còn một cơ sở nữa ở Hà Nội, là Phú Xuyên, Hà Nội. Quý vị có nhu cầu liên hệ cho số điện thoại. Đây, đồ gỗ Thành Luân này. Quý vị có nhu cầu liên hệ cho số điện thoại này. 0972 770 888. Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý vị.